Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 30 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin cơn sốt rét từ dịch viêm phổi Vũ Hán. Trong diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, đặc biệt là ở Mỹ và châu Âu, thử nghiệm về phối hợp thuốc chống sốt rét với kháng sinh bước đầu thành công trên một số bệnh nhân, nhưng đã làm cho thế giới từ người dân đến nguyên thủ quốc gia lên cơn sốt rét giữa mùa dịch. Trong cơn nóng lòng muốn vượt qua cuộc khủng hoảng về y tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào loại thuốc sốt rét này. Đây là hình ảnh bản tin tweet của Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi thuốc chống sốt rét. Theo tạp chí Fox của Mỹ, vào ngày 21 tháng 3 năm 2020, trong cuộc họp báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng ca ngợi những thuốc này như là một liệu pháp điều trị hứa hẹn bệnh viêm phổi Vũ Hán. Ông Trump cổ suý cho việc dùng thuốc Hitoxi, một loại thuốc chống sốt rét phổ biến để điều trị bệnh dịch này. Đây là loại thuốc đang bán sẵn ngoài cửa hàng dược, rất dễ sản xuất và theo một số thông tin đơn lẻ, loại thuốc này đã được dùng hiệu quả ở Trung Quốc và Hàn Quốc. Ông Trump thậm chí đã dẫn đến kết quả một nghiên cứu chứng minh hiệu quả của thuốc Hitoxi trên trang tweet của mình. Tiếp đó, Tổng thống Trump vẫn tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình. Ông đăng tweet này để nói thêm rằng dùng hỗn hợp thuốc Hitoxin và Acitoxin, một loại kháng sinh, thì sẽ là một cơ hội thực sự tạo ra những nhân tố thay đổi cục diện dịch bệnh trong lịch sử y khoa. Trong một cuộc họp báo vào chiều ngày 21 tháng 3 năm 2020 vừa qua, Tổng thống Trump còn tiếp tục lặp lại quan điểm trên và thông báo trước báo giới về việc thuốc Hitoxin và thuốc Ethotone đã được phân phối tới New York và các bang khác. Ông Trump phát biểu trước báo giới vào ngày 21 tháng 3 như sau: "Chúng ta có gì để mất đây? Tôi cảm thấy rất tốt về nó. Chúng ta sẽ rất nhanh chóng biết nó có hiệu quả hay không." Việc ca ngợi thuốc điều trị chống sốt rét cho bệnh viêm phổi Vũ Hán của ông Tổng thống Trump không ngăn cản giới chuyên môn tiếp tục thận trọng với loại thuốc này. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng sau bác sĩ Anthony trong buổi họp báo vào ngày 21 tháng 3 năm 2020 tại Nhà Trắng. Cũng ngay tại một buổi họp ở Nhà Trắng vào ngày 21 tháng 3, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, ông Anthony, đã phải làm rõ ngay tuyên bố của Tổng thống Donald Trump. Ông nói các thông tin về hiệu quả vẫn chỉ có tính giai thoại và nhấn mạnh phải có thử nghiệm lâm sàng để đảm bảo an toàn và hiệu quả. Ông giải thích là không thể nào nhanh chóng nhận ra các loại thuốc này có thể chống cúm Vũ Hán hiệu quả hay không. Ông Fauci cho rằng việc này không thể, ít nhất là chưa đưa ra tiến hành một số thử nghiệm lâm sàng có đối chứng ngẫu nhiên. Ông Fauci nói thêm: "Tôi không hoàn toàn chắc chắn là Tổng thống đã nhắc tới chuyện gì. Nhiều điều quý vị nghe, đâu đó là những cái tôi gọi là các thông tin đơn lẻ. Chúng có thể đúng, nhưng chúng cũng có những thông tin đơn lẻ. Nếu bạn thực sự muốn biết chắc chắn về việc một thuốc nào đó có hiệu quả hay không, bạn phải làm thử nghiệm để có được thông tin rõ ràng về nó." Tuy nhiên, ông Fauci nói, ông hiểu sự lạc quan của Tổng thống. Ông Fauci nói thêm: "Tổng thống đang nói về niềm hy vọng với mọi người và thực sự không phải niềm hy vọng vô lý với mọi người." Và trước đó, thuốc Hitoxin đã được bán và các nhà khoa học tại Trung Quốc và Pháp đã điều trị thành công cho các bệnh nhân mắc viêm phổi Vũ Hán ở đây. Đây là hình ảnh giáo sư Dieter của Pháp đã chủ trương xét nghiệm đại trà và dùng thuốc chloroquine để chữa bệnh viêm phổi Vũ Hán. Ngày 9 tháng 3 năm 2020, một nhóm các nhà nghiên cứu ở Trung Quốc công bố kết quả cho thấy thuốc Hitoxin có hiệu quả trong việc điều trị cúm Vũ Hán chủng mới trong ống nghiệm. Các tác giả này đề xuất liều điều trị là 12 viên trong 5 ngày với bệnh nhân. Ngày đầu tiên uống 2 lần một ngày, mỗi lần 2 viên 200mg và sau đó một ngày 2 lần mỗi lần 1 viên trong 4 ngày liên tiếp. Một nghiên cứu khác gần đây của Pháp đã sử dụng phối hợp giữa Hitoxin với kháng sinh Atrazone. Hầu hết người Mỹ đều biết Atrazone với tên được biệt dược thường được kê cho những người bệnh nhân bị viêm đường hô hấp. Riêng thuốc CPAC không có tác dụng
trị viêm phổi Vũ Hán, nhưng những phát hiện về hiệu quả điều trị phối hợp thuốc này với Hitoxin mới chỉ là những kết quả sơ bộ bước đầu mà thôi. Cụ thể, nhóm nghiên cứu Pháp đã điều trị một nhóm nhỏ người bệnh bằng cả hai loại thuốc này và 100% người bệnh đã được chữa khỏi sau 6 ngày điều trị. Tỷ lệ này là cực kỳ ấn tượng nếu so với 57,1% người bệnh khỏi khi chỉ điều trị bằng Hitoxin và 12,5% người bệnh khỏi khi không dùng cả hai loại thuốc này. Thêm nữa, hầu hết người bệnh đã hết sạch loại cúm Vũ Hán trong từ 3 đến 6 ngày điều trị, thay vì 20 ngày như được khảo sát tại Trung Quốc. Điều này làm giảm thời gian một bệnh nhân có thể lây nhiễm cho người khác. Và sự lạc quan của Tổng thống Donald Trump về hiệu quả của thuốc điều trị sốt rét cho bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán đã khiến nhiều người dân đặt niềm tin, theo và thậm chí còn tự mua thuốc về uống để phòng bệnh, gây nên hậu quả rất nghiêm trọng. Đây là hình ảnh cổng bệnh viện tại Pháp. Với ý định phòng ngừa bệnh viêm phổi Vũ Hán, cặp vợ chồng ở độ tuổi 60 đã uống loại thuốc này dùng làm sạch bể cá, theo thông báo của bệnh viện, hết ở thành phố Phoenix bang Arizona. Hậu quả là người chồng đã tử vong, còn vợ của ông ở trong tình trạng nguy kịch. Chloroquine là hoạt chất tương tự như thuốc trị sốt rét, chloroquine mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng trên trang Twitter vào ngày 20 tháng 3, ca ngợi là vũ khí giúp lật ngược thế cờ chống lại cúm Vũ Hán chủng mới. Trung tâm chống độc của Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội vào ngày 22 tháng 3 thông báo vừa tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc sau khi tự dùng thuốc điều trị sốt rét để phòng bệnh viêm phổi Vũ Hán. Bệnh nhân nam 44 tuổi đã được chuyển đến từ một bệnh viện tuyến huyện tại Hà Nội trong tình trạng mờ mắt, nôn nhiều, suy hô hấp và được điều trị giải độc. Trước khi nhập viện, bệnh nhân này đã uống 15 viên chloroquine loại 250mg sau khi đọc thông tin lan truyền trên mạng xã hội đề phòng dịch bệnh này. Và cũng liên quan đến việc ông Tổng thống Trump tin tưởng vào thuốc Hitoxin, bài viết chỉ trích cá nhân Tổng thống Mỹ Donald Trump và tuyên bố Mỹ không vĩ đại của bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức là blogger mẹ nấm, một tù nhân lương tâm và là một chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ Việt Nam, đã làm dậy sóng cộng đồng mạng cũng như các nơi khác đang chia sẻ. Đây là hình ảnh nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chụp cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Bà Như Quỳnh gần đây có chia sẻ bài viết về tình hình dịch bệnh tại Mỹ với hai ý như sau. Thứ nhất, theo bà, việc ông Trump, Tổng thống Mỹ, loan báo thuốc sốt rét trị được bệnh viêm phổi Vũ Hán là sai. Bà viết, một vị lãnh đạo quốc gia mà hôm nay nói gì ngày mai quên mất, trong khi lời nói của mình có thể ảnh hưởng tới hàng trăm triệu người đến sinh mạng của người khác thì thật là đáng lo ngại. Thứ hai, bà khẳng định nước Mỹ không vĩ đại như nhiều người tưởng. Bà viết như sau. Thiếu khẩu trang y tế, thiếu bộ xét nghiệm, Tổng thống kêu nhân viên sử dụng lại khẩu trang, có khác gì Vũ Hán không? Bài viết của bà nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng mẹ nấm đã được tị nạn ở Mỹ, nhưng lại quay sang chỉ trích nước Mỹ. Cơn giận dữ còn lên đến mức họ khởi động kiến nghị thu thập chữ ký trên mạng để chống lại bà Quỳnh, đòi trục xuất bà Quỳnh về nước. Bên cạnh đó cũng có quan điểm cho rằng mẹ nấm chỉ đang lên tiếng cho quyền được biểu đạt ý kiến riêng của mình. Bà nhận thức được vấn đề ra sao thì phát biểu như vậy. Điều đó không có gì là sai. Nếu không đồng tình với nội dung bà chia sẻ thì cần phản biện vào trong trọng tâm của vấn đề, chứ không được xâm phạm quyền tự do ngôn luận của bà Quỳnh. Và quay trở lại với việc sử dụng thuốc điều trị chống sốt rét cho bệnh viêm phổi Vũ Hán. Vào ngày 28 tháng 3 vừa qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros đã khuyến cáo là không nên sử dụng các phương pháp điều trị mà chưa có kết quả thử nghiệm chắc chắn. Đây là hình ảnh lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới Tedros. Ông Tedros nhấn mạnh như sau. Trong lịch sử y khoa đã có nhiều ví dụ về những phương thuốc mà trên lý thuyết hoặc trong phòng thí nghiệm đã đạt kết quả rất tốt, nhưng lại không có hiệu quả đối với người hoặc trái lại nguy hiểm với con người. Chúng ta phải chờ đợi kết quả thử nghiệm chắc chắn, không thể đốt cháy giai đoạn. Hiện giờ, thuốc chloroquine đã được thử nghiệm lâm sàng tại khoảng 50 quốc gia để xác định xem đây có phải là loại thuốc hiệu nghiệm trong việc điều trị bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán hay không. Câu chuyện về thuốc chloroquine hôm nay đã gợi lại nhiều
cho người Việt về câu chuyện bất đồng với Trung Quốc liên quan đến việc điều trị bệnh sốt rét trong chiến tranh của Việt Nam. Năm 2015, bà Đồ U của người Trung Quốc đã đạt giải Nobel Y học cho những nghiên cứu chiết xuất để sản xuất thuốc để chữa bệnh sốt rét cho nhiều bộ đội của Cộng sản miền Bắc Việt Nam trong cuộc chiến chống Mỹ qua dự án 523 do Mao Tse-tung đề xướng. Tuy nhiên, Việt Nam đã phủ nhận thông tin trên. Đạo diễn Đặng Nhận Minh nói rằng chính bố ông là bác sĩ Đặng Văn Ngữ đã khởi động nghiên cứu tìm thuốc chữa sốt rét cho bộ đội, không phải từ những cố vấn Trung Quốc. Trong lúc này, một lần nữa, xin được khuyến cáo với quý độc giả là không nên tự uống thuốc chloroquine hay bất kỳ một loại thuốc nào dù với mục đích phòng bệnh hay trị bệnh mà không có chỉ dẫn của bác sĩ. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Hai, ngày 30 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de. Và chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần sau. Trung Khoa, Thời báo.de.